Đói quá con ơi, con cơm nước gì chưa? Hả? Ủa? Khá quá! Ôi dồi ôi! Còn thế! Ôi dồi ôi! Ăn rồi à? Không, đợi mẹ về ăn cùng cho vui. Con chưa ăn. Nhưng mà hôm nay gặp một chuyện ngứa mắt, bực mình, chẳng muốn ăn. Chuyện gì á? Thế em dai mưa không đưa mẹ về à? Bận một sư cũng được. Bây giờ đang phải chia nhau ra để đi vay tiền khắp nơi, đưa cho cô Khánh, cô ấy đầu tư làm ăn. Nào dính vào nhau được không? Mẹ vẫn định làm ăn với cô Khánh á? Sao? Thế mẹ định góp bao nhiêu? 1 tỷ. 1 tỷ? 1 tỷ. Người ta nói rồi, cô Chí làm quan có gan làm giàu. Mày chê tiền với mẹ không chê? Ra. Mẹ ơi, mẹ vay được 5 triệu ấy là con đã phục mẹ sát đất rồi, chứ đừng có nói là mẹ đi vay đến 500 triệu. Mày xin mẹ mày thế? Với lại con cũng nói luôn cho mẹ biết nhá, cẩn thận ý, không có trong cái lúc mẹ đi xoay tiền thì thằng người yêu của mẹ với bà bạn thân của mẹ đang hú hí với nhau trong nhà nghỉ. Chuyện thiên hạ, kệ đi. Kệ. Kệ. Mày vừa nói cái gì thế nào? Cô thấy cơ sở bên đấy thế nào? Không ổn. Họ còn chưa xây dựng được quy trình sản xuất cho tử tế. Sắp tới Cao Dược sẽ chủ trì tổ chức hội thảo để tìm kiếm đối tác. Cô đi nha. Tôi không đi đâu. Đây là yêu cầu công việc. Thế thì anh đuổi việc tôi đi. Cô sợ Cao Dược thế à? Không. Nhưng tôi có một lời hứa, nước sông không phạm nước giếng. Nước nổi cái gì ở đây? Đây là cơ hội, là công việc. Đã tích lũy kinh nghiệm, cô hiểu chưa? Dừng lại. Cái gì? Anh dừng lại giúp tôi một lát đi. Từ từ. Nhanh lên. Đây đây đây. Bạn trai cô đây à? Không. Thế làm sao mà gắt thế? Bạn trai mẹ tôi. Này, cô định làm gì? Thì đi bắt quả tang. Cô bị hâm à? Thế cô nghĩ nhà nghỉ họ dễ dàng cho cô làm như vậy à? Trừ khi cô và tôi cùng vào đấy thuê phòng. Cũng bất ngờ quá, nên là con chụp nó không được nét. Mẹ xem đi. Xem đi. Nó mờ tịt thế này mà mày định chia rẽ này à? Không đấy, này. Thế bây giờ con hỏi mẹ nha. Đàn ông và đàn bà dắt nhau vào nhà nghỉ để đắp chăn bàn chuyện thời tiết à? Bạn của mẹ, mẹ hiểu. Người yêu của mẹ, mẹ lại càng hiểu. Mà mẹ nói cho mày biết này, trong tình yêu ấy, lập trường của mẹ là vô cùng vững chắc nhá. Mày đừng có nghĩ là mày lung lạc được mẹ, được chưa? Riêng cái chuyện của mẹ ấy, con chỉ cần trách trong phút mốt là ra. Chẳng qua con chỉ muốn cảnh báo cho mẹ biết, đừng có để đến lúc đầu mọc sừng mà trong ví vẫn chẳng còn đồng nào, cứ đi vay mượn linh tinh rồi lại khổ con ý. Mẹ thôi đi. Mày thương mẹ thì đưa tiền thôi. Còn không đưa được, đừng có nói. Cái xe ga của con cũng là tiền đấy. Mẹ mang đi mẹ bán bây giờ mẹ còn hỏi con lấy tiền đâu ra? Con đi ăn cướp à? Hay là con đi giết người? Thế sao mày còn chơi tiền? Thế lúc tao sắp lấy được tiền rồi, thế mày còn hát đi? Tóm lại là từ giờ đến cuối đời ấy, mọi chuyện của con và mẹ đều xoay quanh cái chuyện này đúng không?
Ừ. Tại sao mẹ không chịu tin con thế nhở? Tại sao mẹ cứ để con phải phát điên lên thì mẹ mới chịu được thế? Tệ chứ. Sao? Mẹ có vụ gì à? Ừ, chị mới phát hiện ra là mẹ mình bị cắm sừng đấy. Nhưng mà nói thì không tin đâu. Bây giờ vẫn đang đi vay tiền để đầu tư kia kìa. Kiểu gì rồi chị cũng cho tay ca sĩ nửa mùa cái một bài học. Đúng đấy. Mình mà đánh nó một phát thì cần knock out luôn ý. Chả làm gì được nữa. Nhưng mà em dặn nhá, làm cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Mẹ giống em, mong manh dễ vỡ lắm, không như mình đâu. À, em vừa nhờ thằng Đông mang xuống cho mấy cái lồng chim đấy. Không có chúng nó em chả làm được cái gì cả. Chim chóc cái gì, tập trung mà học tập đi. Thôi, thế nhá. Em đi ngủ tiếp đây, đang vào cơn. Yêu Minh. Này.